Liên tiếp những ngày qua đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho nhiều người thương vong, trong đó nguyên nhân do lái xe uống rượu bia. Ai cũng hiểu việc lạm dụng rượu bia gây ra tác hại như thế nào đối với người tham gia giao thông. Thậm chí đã có rất nhiều người hạ quyết tâm không sa đà, quá chén trước mỗi cuộc vui. Tuy nhiên, thực tế trên bàn nhậu cho thấy không nhiều người có thể nói câu từ chối mỗi khi được mời rượu. Phóng viên online DNRTV mời quý vị cùng nhìn câu chuyện này dưới góc độ văn hóa. Sử dụng rượu bia ở Việt Nam đang ở mức đáng báo động. Cụ thể là Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 10 châu Á và thứ 29 thế giới về tiêu thụ bia rượu. Rượu bia là nguyên nhân của hơn 40% các vụ tai nạn giao thông. Có quá nhiều hệ quả của việc sử dụng rượu bia. Trong 5 tháng qua, 50.000 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe đã bị xử phạt. Chưa kể rất nhiều trường hợp khác không bị phát hiện. Những tuần qua, một phong trào đã được lan truyền mạnh mẽ là không lái xe khi uống rượu bia. Hy vọng rằng phong trào này sẽ không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà sẽ thiết thực góp phần ngăn chặn những tai nạn thương tâm từ những tài xế say xỉn quá chén. Dạ vâng, thưa quý vị, người ta thường nói rằng là có thương nhau mến nhau thì mới mời nhau những ly bia, ly rượu nghĩa tình để thắt chặt mối quan hệ. Tuy nhiên, việc mời và uống như thế nào để cho có chừng mực, không sa đà, và đặc biệt là đối với những người còn phải chạy xe trở về nhà thì đó lại là một câu chuyện khác. Và điều tôi muốn nhắc tới ở đây chính là văn hóa từ chối. Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Quyết, trong cuộc sống thì chúng ta rất là khó để có thể là không tham gia những cái buổi tụ tập tiệc tùng mà có bia rượu. Vậy thì có một số người rất ngại từ chối, tại sao lại như vậy ạ? Phải nói thật rằng cái văn hóa của Việt Nam của mình từ xưa xưa tới bây giờ, ngay từ đầu các cụ xưa có nói miếng trầu là đầu câu chuyện. Tất nhiên cũng có uống rượu, hồi xưa không có bia. Do như vậy thì cái tửu, cái rượu á, nó trở thành mà một cái phương tiện, một cái giá trị trong khi người ta giao tiếp và ứng xử, không phải chỉ với nhau mà còn ứng xử với cấp trên, ứng xử với lại cõi thiên. Khi mà những người bạn gặp nhau trong một cái tình cờ hay là chí cốt với nhau, mời nhau thì thường thường lúc mà người ta vui lên hoặc người ta buồn, người ta đều rủ nhau cái chỗ là thôi đi nhậu nhé, đi lai rai chút nhé. Thì cái đó là cái ý muốn nói rằng cái văn hóa truyền thống là ta có cái gì đó, đó là cái phương tiện cầu nối để hai bên cùng kết với nhau. Và khi người ta uống rượu vào, uống bia vào thì như vậy người ta dễ có những cái ứng xử nó không được chuẩn đó. Thế thì cái ngừng lại rất khó nói khi mà bạn bè với nhau, những người gọi là chí cốt với nhau. Và như vậy thì khi mà ngồi lại với nhau như vậy thì là rượu vào, lời ra, nó dễ va chạm, mất lòng. Có người có thể uống được khá nhiều, nhưng có những người chỉ cần vài ba chung bé bé thôi là chịu không nổi, mặt đỏ hừng hừng lên. Ngay từ đầu ta biết được những cái hậu quả của nó. Thế thì cái vui thì quý rồi, cái tốt thì quý rồi, để mà cùng chia sẻ với nhau. Nhưng còn ta biết được cái tửu lượng của chúng ta để chúng ta từ chối. Thì theo tiến sĩ có nghĩa là phải chăng là chúng ta phải xây dựng một cái văn hóa từ chối, mà một cái điều này nó theo tôi thì nó còn thiếu sót trong cái ứng xử của chúng ta hàng ngày. Khi mà có cái lời mời như vậy thì là có hai dạng mà khi nghiên cứu sâu chúng tôi thấy. Cái dạng thứ nhất là có thể đi được, nhưng ít thì ta nói luôn. Thì sau này khi ta có mất lần trước được làm sao, ta nói bây giờ tôi đã nói tôi uống chút đỉnh mà bạn biết là tôi không thể uống nhiều được. Do như vậy tôi chỉ ngừng ở đây. Cái thứ hai, nếu bị ép quá thì ta đã trở lại cái câu đầu hết và ta xin phép. Cái thứ hai mà nếu trường hợp mà bây giờ cũng là cái mà chúng tôi thấy, tức là họ tìm cách để họ nói dối để làm sao thôi ngay từ đầu, thế không được rồi, nhìn cái vị này nghe tiếng là thuộc lại thứ dữ rồi, họ không ấy nữa, thì họ có cái câu từ chối. Tóm lại ở chỗ này, cái việc từ chối ở phương Tây nó gọi là lời nói dối trắng, white lie, thì nói dối mà không bích lòng nhau, không ảnh hưởng gì hòa bình rồi lợi ích chung hết, thì ta nên có một cái suy nghĩ điều đó. Tốt nhất là ta nên nói thật, nói ở cái chỗ là làm sao cho hài lòng nhau. Các cụ hay nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái khó nhất đó là mọi người phải tự giác, từ cái nhận thức đó có cái ý thức tôi biết điều này là đúng rồi mà điều này tôi không làm được, nhưng mà cộng đồng chung quanh ta hết, thế thì nhất hô ba ứng, là nước đắng này tôi uống thì các bạn cứ dùng tự nhiên. Thì như vậy thì không phải là mình từ chối một cách đấy nữa, mà từ chối theo cái kiểu có văn hóa,
Tức là thay vì ông mời tôi bằng cái chất cồn thì tôi dùng cái chất này. Đó là từ chối, nhưng mà tôi vẫn giữ được cái tình cảm. Còn nếu như tôi không thể làm được việc đó thì tôi phải nói ngay từ đầu.